Hello mọi người, đây giờ Phương ngồi Phương lựa hình mọi người ơi. Chắc là những ai nuôi thú cưng mới hiểu cái cảm giác này ha. Đây là dành nguyên một ngày để chụp hình đó mọi người. Giờ bắt đầu lựa nha. Đây, này hình bỏ thôi. Hồi sáng giờ Phương ngồi Phương lựa rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không biết là nên lấy tấm nào và bỏ tấm nào mọi người ạ. Ai nuôi thú cưng mới hiểu cái cảm giác này ha. Giờ chỉ có xóa theo linh tính thôi. Cảm thấy tấm nào không vừa ý thì mình xóa thôi. Chứ còn thật sự ra thì nó không có một chút khuyết điểm nào để mình bỏ nó đi. Ôi là trời. Từ sáng tới chiều ngồi là lựa mấy tấm hình để đăng cho mọi người xem thôi mà cũng lâu vậy. Cũng nguyên mất nguyên ngày vậy. Chỉ được đăng 1-2 tấm thôi nên đâu có lấy nhiều được. Để Phương quẹt qua cho mọi người nha, từng tấm nha. Mọi người xem lựa được tấm nào nha. Lựa giúp Phương với chơi vừa, Phương khó lựa quá rồi. Cái mẹ ơi, cái mặt bé trắng silver ở ngoài nó giống mặt con chim không mọi người? Mọi người bị gì á? Là bé đó đang bị Phương cạo lông á mọi người ạ. Bị nấm á. Chắc đi Cali trắng silver bị nấm á, nên là Phương cạo lông á, nên cái mặt nó y con chim vậy đó. Mấy tấm giống nhau này chắc là xóa bớt tấm. Mà xóa cũng tiếc nữa. Để chụp được một tấm hình cái này rất là khó mọi người ơi. Khó lắm mọi người à. Chắc ai nuôi bò hay là nuôi bò thỏ, nuôi chó, nuôi mèo cũng đã hiểu ha. Khi mà mình định hình được con chó, con bò, con thỏ đứng nguyên chỗ đã rất là khó rồi. Mà Phương để nguyên một bầy lên như thế này không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. Mà chưa kể là cách bé bầu nữa, bắt ra bắt vào nó động thai rất là tội. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là hai dòng bò ú bên Phương, cái dòng Teddy Cali và dòng Cali. Tất cả những bé ở đây là những bé giống của Phương nha. Ủa, cái này lựa kiểu gì trời. À, video cái này video luôn. Ôi lựa kiểu sao, có ai cứu tôi không? Bỏ tấm này nó nhạt nhòa quá, nó bị chói bóng đèn. Tấm nào bị chói bóng đèn là Phương bỏ mọi người. Tấm này cũng rất là đẹp nhưng mà bị chói rồi. Nó bị mờ hình, nó đĩa hình đó mọi người. Rất là sáng nhưng mà nó bị mờ á, bị đĩa hình. Không thấy rõ con bò. Bị đĩa mọi người xem, cái lông bò thấy không có rõ. Đó, nhưng mấy tấm này thì không đĩa nè. Tấm này cũng đĩa rồi. Tấm này cũng bị rất là uổng. Mấy tấm này rất là đẹp mọi người ạ. Coi chắc là coi được không. Cái hình này là Phương chụp cam thường á mọi người, không chỉnh sửa không gì hết đấy. Rồi để Phương cảm thấy tấm nào ok á thì Phương sẽ cắt ra cho vừa cái khung hình. Nói chung quy á thì giờ mình chụp tấm hình á thì cũng nó cũng không nên để nó xấu quá. Mình không dùng app nhưng mà cũng không nên để nó xấu quá, cũng phải tôn trọng người xem ấy. Nên Phương lúc nào cũng phải chu toàn, khi đăng cái tấm hình lên Phương cũng phải chu toàn nha mọi người. Mấy tấm này bể hết rồi. Để Phương quẹt qua một vòng, sơ qua một vòng cho mọi người xem ha. Nói chung là mọi người đợi kết quả đi, để Phương lựa chứ không để tối đăng lên cho kịp giờ mọi người xem. Bye bye, xin chào tất cả mọi người nha.